Hello, xin chào tất cả các anh em đến với clip tiếp theo của kênh mua bán mấy củ quả cũng như mấy cá cỏ chạy đuôi tôm của mình ha. Thì mình mới vừa hoàn thành một con rabbit nòng 72 ha. Thì con này là con máy đời mới ha, nhưng mà cái phần ốc nắp xi láp thì nó không có được long lanh, không được vàng, nó xuống màu rồi, do người ta để nó bị dơ á nên nó bị bay màu luôn. Con số con cũng rỉ sét hơi hơi rồi, nhưng mà về hình thức thì cũng tạm ok. Vậy nòng bê tông thì bao đẹp nha, nòng tông con này rất là mới, giờ người ta để nó dơ quá nên nó bị xuống màu thôi. Thì con này là con đề mới ha. Thì cái chụp bát chụp giật sẽ quay lên phía trên như thế này, mình cũng đã nói trong một số clip rồi. Ron gon thép kèm thao á, rồi cái đồ xả nước và bô nó như vậy, rồi cái tiêu nó như bô như vậy ha. Đó là cái đề mới, chỉ có đề mới nó mới như vậy thôi. Em cũng đã hoàn thành rồi, đề sạc này kia, bơm xăng là ok hết. Thì lúc trước cũng hoàn thành cho nó nổ rồi mà nó thiếu cái bóp xăng này nè, thì mình mất thôi chơi, mình mất đợi về rồi mình mới ráp vô được. Đây máy để đây hơi bụi nha anh em, tại vì nhà mình đang chuẩn bị làm ba cái bộ ly quăng bộ ngựa này nè, bụi nó rất là nhiều luôn, mình cũng đã chùi bớt rồi, đã chùi bớt rồi ha, nên cũng tương đối đỡ đỡ thôi, chứ người ta làm mà nó rất là bụi luôn. Đây nè, mới đóng xong bộ rồi giờ còn bộ nó đang làm nên bụi rất là nhiều. Đây nè, bấm nghe lẹ đi, còn giờ mai nữa nó muốn tắt rồi đấy. Thì cái con này thì mình lên cho nó một cái bình xăng hồng 34 ha, em thấy rõ ha, hồng 34. Thì cái loại đời mới này thì cái vô lăng nó dày hơn cái vô lăng đời cũ một xíu, nên cái độ gung nó ít hơn xíu, mình cảm thấy là con này nó bớt gung hơn. Có còn 68 là nó không gung thôi, tại cái lực nó vừa, còn cái lòng 72 và 76 này kia thì cái lực nó mạnh hơn nên nó gung hơn ha. Đây đề cái gì thôi, thì cái này dàn cầu chế cũng dễ thôi, cũng nói nhiều rồi. Về cơ bản con này thì lòng bê tông đẹp ok, thấy còn bóng lắm, không có bị xước rồi này kia. Rồi cái phần vô lăng trước, rồi cái con này nó bị mất cái đèn giật này, ai gỡ không biết, mất tiêu rồi, nó lấy cái đèn giật nè, còn gì à, mất tiêu cái đèn giật ở đây rồi, đang mình giật bằng chụp giật á, cũng không sao đâu, chú ý mình đề thôi, má nó nhạy thì dễ à. Không sao cả, vô lăng này nó dày ha, nó không bị lõm vô ha, vô lăng này cũng hơi bị tan xíu, nhưng mà cái phần vô lăng thì nó ok, nó bị chóc cái sơn chỗ này nè, chóc cái lớp xi á. Thì cái phần ngoài này mình đã sơn, phần chỗ vô lăng mình sơn lên rồi, lý do là mình rửa bằng cái vòi áp lực áp sức á, nó mạnh quá nó chốc cái phần nước sơn luôn, sơn zin luôn. Trường hợp mà mấy cái máy mà nước sơn nó còn gọi là bám tốt thì nó không có chốc, còn nhầm khi nó chốc mình bắt buộc phải rửa mình sơn lại. Thì sẵn mình sẽ tháo bỏ luôn cái phần ga tự động luôn, để cho nó tránh sau này nó bung ga nó kêu lạo gạo vậy, khá là khó chịu. Thì sẵn rồi mình làm luôn cái phần đó cho nó khỏe, máy mình cũng gỡ bằng nó mình bỏ rồi, không có để, tại vì nó rất là khó chịu khi mà nó kêu tiếng nó bực bội lắm, mình nghe mình còn mệt lắm. Khi mà nó không có cái gì nó chịu lại á, tại vì bình xăng zin thì tất nhiên nó phải có cái cây nó chịu đây nè, thì nó băng qua cái bình xăng zin thì nó gị lại bớt, còn bây giờ nó không có, nó xả lai nó nằm nó thoải mái, thì khi nó bung ra quá cái nó kêu, nhằm khi có số tiếng kêu lạ thì nó bắt nguồn từ đó đó. Máy này còn đi chụp bụi zin ha, hình thức thì cũng ok chứ không phải gọi là tệ gì, bô cũng còn đẹp luôn ha. Con này bô cũng còn đẹp, ốc cũng còn ok nè, tại nó nằm dưới phía dưới nó khuất đó, nó không bị dơ nhiều, còn này nó nằm ở bên hông nè, dễ tấp vô lắm nên ốc nó bị bay màu thôi chứ không ảnh hưởng gì nhiều. Bô cũng còn ok đẹp luôn, bô inox nha, bô inox ha, mình nói nhiều rồi, mấy dòng đời mới này là bô inox hết, không có bô sắt, đời cũ có thể có bô sắt, có bô inox luôn, nó nhiều loại lắm, quá đề á. Thì mình đã đấu sẵn với bơm nước rồi, tất nhiên mình quay clip này phải test bơm nước là mát rồi kia nè, rồi kia cho nó dễ. Cái bình này nó hết điện, mình lấy cái bình khác mình câu rồi mình test nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho nổ máy ha, mình để cái bình xăng nó nằm đúng vị trí là đi tới lùi đá dưới nó lật đổ mất công. Mình sẽ bật cái bơm nước lên trước, bơm nước bơm rồi ha, nó quận quận nè, nó thấy gọi rồi sẽ đề ha. Thì cái con này á, thì anh em muốn nhảy nổ á thì anh em kéo cái e này lên nè,
về nó nổ lên tầm khoảng 2 giây 3 giây gì đó, anh em đóng xuống rồi sau đó lên ga bình thường, không có bị ngọt, không bị hụt gì đó hết, lên rất là ngọt luôn. Còn nếu anh em không có kéo e lên thì nó hơi chậm nổ một xíu thôi, mà vẫn ok hơn cái bình zin. Cái bình zin anh em đóng le mà anh em đề thôi là nó ngọt xăng nghỉ chạy luôn á. Còn bình này thì cái mở cái này lên thì nó màu xăng quan xíu, nó nhạy hơn thôi, nó không có bên bị ngọt nha. Thì trước khi mình nấu máy mình xin nhắc lại cái phần này cho anh em luôn, mình khuyến cáo cho anh em là nên lên cái bình xăng độ đi, đừng có xài cái bình xăng zin nha. Không phải để mình bán được cái bình xăng độ đâu, mà bình xăng độ là nó đáp ứng được nhiều cái yếu tố hơn hơn là bình xăng zin. Thứ nhất là nhạy nổ hơn, thứ hai là nó không có bị ngọt, không bị chảy xăng, thứ ba là nó ít hao xăng hơn nha, nó bốc hơn nữa. Nếu anh em canh đúng bét này kia cái đó thì phần đó thì mình lo, anh em khỏi lo, nên mình mới khuyến khích anh em chơi bình xăng độ thôi. Còn em muốn xài bình xăng zin tùy anh em thôi, mình cũng không có nói gì. Thì cái nào tốt thì mình giới thiệu cho anh em biết cho anh em sử dụng, còn cái nào mà không phải mình cũng khuyên anh em nên nên bỏ cái nào và nên làm cái nào thôi, chủ yếu mình chơi cho nó im thôi. Rồi, sẽ nấu máy ha. Chung thì tùy nhu cầu anh em thôi, chứ 6872 cũng chạy trên lệch bao nhiêu, chạy tốc độ nó lệch 1-2 cây gì không nhiều đâu, 72 nó hơn 13 chủ yếu, tại vì mã lực nó cũng đâu trên lệch nhiều. Tắt máy nha. Nên em đừng có câu nại 6872, nhưng bây giờ có máy chơi là vui rồi, đừng nói chi mà đòi hỏi nhiều. Thì ở đây mình sẽ làm cái ngã ba nó khác nè, ngã ba này mình sẽ đợt sau mình sẽ làm ngã ba thứ này hết. Ba này gáp cũng rất là mau luôn, mình không cần phải đợi thợ đồ làm này kia cực. Nếu đợt sau có thể mình sẽ chuyển sang loại ống khác. Ống này thì nó đẹp, ống xanh nó đẹp nè, nó dẻo, nó mềm, cũng thun thun im lắm, xài nó cũng lâu lắm nó mới chai. Chủ yếu là xăng nó, tại ống này ống dẫn nước mà mình dẫn xăng như thì nó cái tính chất nó khác, có thể nó làm cho cái ống nó bị mau lão quá hơn. Nhưng mà nói chung thì nó cũng không phải nó hư gì, mà chủ yếu nó chai, nó hơi cứng thôi. Đợt sau coi để coi mình có thể tìm một cái ống nào nó tốt hơn nữa hay không thì mình sẽ làm cho anh em thôi. Thì bơm xăng đợt sau mình có đổi loại loại bơm xăng khác nó mạnh hơn, mình sẽ giới thiệu cho anh em clip này luôn. Thì cũng trước như em mình cũng có quay sơ sơ rồi, thì cái bơm này nó cũng tương đối cơ bản cũng giống cái bơm này thôi, nhưng mà cái bơm này thì cái phần ống nó thì nó chỉa nó hơi nghịch 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 một xíu, nếu mình gắn gì thì nó chỉa hơi nghịch nè. Nếu gắn như theo chiều này là hình nghịch, cái ống hút gió nó nằm ở đây, nó đứng theo cái chiều ống ga luôn. Nhưng mà về hình thức thì hai cái này gắn đẹp, nào cũng đẹp chứ. Nó xài ốc lục giác bông bông có chấm nha. Đây nè, ốc bông có cái chấm giữa, thằng này cũng vậy luôn nè. Bằng ốc này thì nó bự hơn ốc này một xíu. Ha. Đó là mình sẽ xài bơm này luôn, bơm này cũng mạnh lắm, bơm này bơm mạnh hơn bên này. Nhưng mà tùy dòng máy nha. Cái này thì gắn cho mấy con Gabit 76 đồ được. Còn này gắn 72, 68, nói chung này gắn 76 cũng được, nhưng mà phải mình phải làm một số cái lại nó mới đáp ứng đủ xăng, không thôi là nó chạy không được. Cơ bản là vậy thôi à. Vì bắp xăng này cũng bị cũ rồi, không gì. Bắp xăng chú ý để cho nó mồi, có xăng vô cái chung là mình để nó nổ tự bơm lên thôi. Chứ bình thường mình đề xăng nó vẫn vô ọc ọc bình thường á. Cơ bản vậy thôi.
Con này thì máy mặc dù là hình thức nó không long lanh nhưng mà nó chạy không có kêu, ok, máy im ru, nó êm á, nó thoải mái thôi, không gì. Mình thì làm máy mình rất cẩn thận, rất kỹ. Sẵn mình nói thêm cái này, thì có số anh em thì có thể là không phải mua máy chỗ mình, nhưng mà nhằm khi có hỏi mình số vấn đề liên quan đến máy, nhằm khi trong kiến thức mình biết mình chia sẻ với anh em, thì anh em mua máy chỗ khác người ta không có bảo đảm cho anh em đâu. Bảo đảm cái gì? Thứ nhất là đạn, đồng bê tông lửa không nói, nó chắc chắn phải bảo đảm, không bảo đảm ai dám mua. Nôm na là vậy. Còn đạn là tao không bảo đảm cho mình, anh em chạy khi cái máu này gào lắm, gào gờ biết này có cái đặc điểm đó là nó dễ hư đạn lắm, hay gơ đạn lắm, anh em không biết giờ anh em chạy từ từ nạo banh nồng luôn, gắn chịu. Đó là mình làm máy thì mình kiểm tra phần đó rồi, anh em mua máy ở chỗ khác thì người ta đâu có nói gì với anh em đâu. Anh em khi chạy về phát hiện ra máy mình gào quá thì ra đạn gơ hết rồi, đạn nó gơ đến nỗi anh em lắc cây cốt này nè, cái cục kịch luôn nha, cái cục kịch tức là cái đạn nó bị gơ á ha. Cái này nó, anh em nghe cục kịch không? Cục kịch lý do là cái này nè, nó với cái này nó lỏng nhau nè, con ốc này có 8 ly, cái lỗ này đâu này nó rộng ghê, mình test nhiều máy quá nó mòn rồi. Chứ không phải là do cái nó cốt nó gơ đâu, gơ mà không dám vào đâu, mà cái máy này nó im ru rồi giờ kêu cái gì. Có số, tại vì mình có gặp số anh khách cũng mua máy chỗ khác rồi chạy, anh hỏi sao cái máy nó gào quá trời rồi. Thì mình mới nói với anh là đâu anh kiểm tra cái phần này, lắc cây cốt đạn có cái cục kịch không, anh nói sao khi cục kịch rồi kêu nhiều luôn, hở cả ly mấy 2 ly thấy rồi, chạy không biết chạy từ từ nó phá cái banh nòng bê tông nó xeo quá, gãy dên đến xeo nòng banh nòng bê tông hết. Thì người ta bán nó chịu, tao bán kiếm đồng lời, tao không bảo đảm máy cho anh em gắn chịu. Cái phần đó thì mình chỉ tư vấn chứ mình không giúp gì cho anh em đâu, tại vì chúng mình không có thời gian đâu, cái năm hay nói hoài. Thì lại nhằm khi người ta không có làm máy cho anh em như vậy, chỉ để nguyên si cho anh em, về anh em làm gì anh em làm, rồi không có đấu đề sạc này nè, nhằm khi anh em đề được tắt không được nữa, rồi nhằm khi không đề được không sạc được luôn, cũng có nhiều kiểu lắm, mình gặp nhiều trường hợp anh em cũng nói với mình hoài. Mà máy nhằm khi mình về không có kịp, mình cũng không có rảnh đâu, mình đi săn máy hoài, nhằm khi nó có nó liên hệ với mình không có đi lên kiếm, chủ yếu là máy mình còn như mình làm nhiêu thôi, nhiều quá mình quản lý không hết, mình mệt lắm, lại mình làm nhiều công việc nó chứ không phải cái này không ha. Thì đó một số phần mình nói thêm thôi. Thì về con máy này thì tiếp theo là phần tỷ lệ xăng pha nhớt cũng như là cái làm mát này kia, mình phải nhắc đi nhắc lại để anh em phải chú ý cái phần đó, mà nó rất là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến máy ha, củ bền tại người sử dụng thôi. Máy này tất cả đều là máy Nhật hết, không có máy Trung Quốc chứ đâu. Rồi anh em, số anh em cũng thắc mắc hỏi chất lượng như thế nào nữa, máy chữa cháy mà không có chất lượng rồi thiệt hại tiền tỷ rồi sao, vậy đâu có được, thì máy phải có chất lượng mới được chứ. Thì cái chất lượng của máy á, thì nó đã đảm bảo rồi, lý do là máy Nhật. Rồi trường hợp anh em xài sử dụng anh em phải chú ý cái gì, chú ý là thứ nhất là thay thì là phải pha nhớt vào xăng đúng tỷ lệ á. Thứ hai là phải làm mát, nếu như trường hợp làm mát bằng nước thì phải có nước, còn làm mát bằng gió thì nó có cái quạt gió rồi, giống như máy dòng Sibora đó. Nếu anh em nào thấy không chắc ăn thì anh em cứ mua máy gió này sử dụng, chạy thì nó không bằng ra biết nha, nó thẳng là không bằng, chắc chắn là không bằng rồi, nhưng mà được cái là nó chạy cái phần vỏ vỏ nhẹ thì có thể nó giọt được bằng hoặc hơn ra biết luôn. Lý do là cái tua nó cao lắm, tua nó tới 5.800 lần có tải ha, còn này chỉ 5.100 thôi. Thì đối những con máy này anh em pha tỷ lệ như thế nào, tỷ lệ mình luôn khuyến cáo là 25:1 ha, đừng pha dư, đừng pha thiếu, đừng có pha tham quá, tham cũng hư máy như thường nha anh em. Ví dụ như bây giờ thường thường 25:1 anh em cứ pha, ví dụ như 25:1 tức là 25 lít xăng 1 lít nhớt, 1 lít xăng thì pha 2 nắp nhớt tới 40cc đó, thì anh em pha 45-50 cũng được, nhưng mà đừng có pha 50, pha 40 đi, được rồi, 40 nó đã dư rồi đó. Tại mấy con này tỷ lệ là 30:1 hết, đa phần mấy con máy là 30:1 hết, tô xui thì 50:1 luôn nha, 50:1 tỷ lệ 50:1 nha, có nhưng mà là không. Anh đợi xíu gọi lại anh này, có tỷ lệ 50:1 nữa, 31 51, chỉ có ra biết mình khuyến khích 25 thôi, mấy con khác mình cũng khuyến khích 25 luôn, mà nó cũng đủ, có loại 20 nữa chứ không phải là không, nhiều dòng lắm. Thì anh em cứ pha đúng tỷ lệ như mình nói đi là ok. Đó là phần tỷ lệ pha. Rồi phần nhớt pha như thế nào, nhớt thì trên thị trường bây giờ nó bán tràn lan đại hải, nhớt xịn có, nhớt giẫm có, mình thì mình xài nhớt giẫm chứ mình không xài nhớt xịn, tại vì mình biết rằng nhớt xịn xài mau hư máy hơn là nhớt giẫm, hầu như là gắt mau luôn chứ không phải là mau nữa. Tại sao lại vậy, nó phải có nguyên nhân của nó.
tại sao lại nhất xịn mất tiền lại mau hư máy? Thì đơn giản là chúng nhất giả mau hư thôi, đơn giản thôi, tại nhất xịn mà nhiều hãng nó nhái, dù cách trong là dễ nhất giỡm nhất nè. Có một số loại lạ lạ như nhớt FLH, nhớt chai nhớt đỏ đỏ đó, chai nhớt mà nước màu đỏ đỏ đó. Nhớt đó mình không 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 xài ha. Nếu trường hợp nhớt đó nhớt Nhật á, còn sót lại của mấy cái máy như máy Shibora mà nó bình đựng nhớt nó gời, nó xài pha nhớt tự động đó, nhưng khi nó còn nhớt đó mà kiểu nó cũ nhưng mà em vẫn xài ok không sao hết, mặc dù nhớt nó nhìn thấy nó cũng tàn lắm nhưng mà chạy lại ngon, không ảnh hưởng gì về máy ha. Nhớt đó thì được, nhớt đó đỏ nhưng mà nhớt Nhật thì ok. Còn nhớt anh em mua xài nhớt FLH gì 101, 102, 890 chục đó, mình không khuyến cáo anh em xài cái máy nhớt đó nha. Anh em chúng nhớt giả là xài mau banh máy lắm. Mình chơi chơi nhớt Access 50 ngàn một chai 1 lít ha. Thì mình nó xài mấy năm nay rồi cũng mấy chục chai nhớt rồi. Rồi từ ngày mình chơi máy thì lớn gì thì nhớt mình nó mau hết hơn. Lúc trước mình sửa máy cắt cỏ thì một chai mình xài mấy tháng lận, bây giờ một chai mình xài được khoảng tuần, 2 tuần thôi, 2 tuần. Nếu xài nhiều thì nó mau hết. Vậy thôi. Đó là phần nhớt ha. Tiếp theo là phần lọc mát, thì máy mát gió thì là mát gió hồi nãy mình nói rồi, nó khỏe. Còn mát nước thì phải là mát bằng nước, đủ nước nó mới được. Thì cái vấn đề là mát bằng nước, nên chế đuôi tôm với sông thì nó có cái vấn đề là anh em làm cái muỗng nước nó không đúng kỹ thuật đó. Anh em chạy ga nhỏ nó lên nước, nhưng mà chạy ga lớn là nó lại không có lên nước nha. Không có lên nước hoặc nó lên nước rất là ít, làm cho cái máy nó bốc khói luôn. Thì anh em cứ xác định là máy sẽ rất là mau banh đi. Tại đó là lỗi do anh em sử dụng chưa đúng kỹ thuật của nó. Cái gì không biết là chắc chắn nó sẽ banh, nó sẽ có phái này phái cái nọ. Anh em biết rồi thì rất là dễ. Mình xài máy thì máy nào mình xài cũng được, tại mình biết mình xài nó đâu có hư hao gì đâu, chủ yếu giỏi lắm mà chết bugi thôi mà cũng không chết đâu. Mấy con này nói hay chết bugi cho ra cũng khó lắm. Thì con ga bit 76 mình xài tới mình bán luôn, người chủ mua cái máy sao vẫn xài cái bugi zin của nó, mà dù bugi nó xét hết trơn rồi. Được cái là cái bugi made in Japan thôi, bugi bạch kim á, cái tim nhỏ xíu à, lửa nó đánh rất là đều á, mà nó rất là gom lửa, nó không đánh tà le, nó rất là tốt. Mà bugi nó chạy gân ti nó khác nha, anh em gắn bugi mới vô là chạy gân ti không bằng cái bugi đó liền, cảm giác nó khác liền luôn. Bởi vì tại sao phải giữ cái bugi đó lại, tại vì rất là im thôi chứ không đơn giản là vậy thôi à. Mình thì có một cái là mình biết thì mình chia sẻ với anh em hết, cái máy là không để anh em chơi mới được. Có số anh em cũng hỏi máy rồi hỏi độ bền sao như thế nào đó, giờ không biết bền không cho mình sử dụng thôi chứ có gì đâu, xài đúng thì nó bền, còn xài không đúng thì nó thua thôi. Mà nãy giờ mình cầm cái camera mình có bụm trúng cái micro không không biết nữa, sợ nó thu cái tiếng nhỏ xíu anh em nghe không rõ nữa. Vậy trước khi kết thúc clip thì mình sẽ nổ máy lại một lần nữa ha, sau đó mình kết thúc clip luôn, tranh thủ chiều nay mình sẽ gửi máy cho khách luôn nha. Anh khởi động á. Chuẩn ha. Cái nền này của mình nó gơ quá trời, nó kêu luôn à. Tại test quá nhiều máy rồi, riết nó gơ đạn hết, nó hư vào cái đạn bi của cái bánh xe như là tè hoài à. Còn kia anh em nghe qua clip anh em tưởng cái máy nó kêu, ra không phải nha, mình xác định là không phải ha. Cái máy nào kêu mình nói nó sẽ kêu, còn máy nào im mình sẽ nói nó im nha. Nó không phải là để mình bán được cái máy cho anh em đâu, chủ yếu là để cho anh em xài cho đúng và chơi mình phải cảm thấy mình thỏa mãn, chứ không phải mình chơi mình tuyệt vời được. Thật máy em con này nó chạy gan ti khá là đều luôn, nó hơi rung hơn con 68 hả mình quay, tại lý do 68 là bùn dơ nó phù hợp nói rồi đó, con này 72 nó mạnh hơn, cái lực giật nó lớn hơn, nó rung thôi đó tất nhiên. Rồi thì phần test máy cơ bản vậy thôi, lấy quay cũng gần 20 phút rồi, thì mình xin kết thúc clip mình tại đây á. Xin chào hẹn anh em trong clip tiếp theo.